Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, tổ chức hội nghị báo cáo công tác triển khai các hoạt động kỷ niệm. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo kỷ niệm của tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức kỷ niệm của tỉnh. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2021. Đến thời điểm này, Ban tổ chức kỷ niệm tỉnh đã ban hành các kế hoạch chuẩn bị, tuyên truyền hướng tới lễ kỷ niệm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện dự thảo kịch bản, điều hành lễ kỷ niệm, hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung khẩu hiệu, maquette trang trí. Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất cho tỉnh. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phòng chống dịch cũng được xây dựng kế hoạch cụ thể. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ được phân công, ban tổ chức và các sở ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm, đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội tham gia. Các nội dung kịch bản chương trình tổ chức lễ kỷ niệm phải linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và công tác phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh. Ngày 15 tháng 12, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ tổ chức tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm.